có một chữ D rồi nha quý vị, một chữ D. Chữ D, chữ D rồi. Càng về sau càng khó nha cả nhà. Tại càng về sau mình phải ráng nhớ ký tự cái chữ. Giữ con, ôm vô hông, ôm vô cái quần cho nhanh. Lẹ lẹ lẹ, một xào thôi, nãy em kỹ đi, một xào thôi. Rồi đi đi, đi đi. Chào đón mà con cô bác đã quay trở lại với chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Đây sẽ là thử thách cuối cùng của ngày hôm nay, thử thách nhóm. Chúng ta một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón sự trở lại của ba khách mời ngày hôm nay. Emily, chị Lâm Dung và Thanh An. Bây giờ chú sẽ bấm nút để mình xem coi thử thách dành cho khách mời của chúng ta là gì. Bấm nút. Thử thách, cả ba người chơi sẽ đi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Tách ở thôn 4 xã Cao Nhân để thực hiện thử thách về việc nhanh tay lẹ mắt. Trời! Sẽ lần lượt di chuyển ra hồ nước để tìm những quả bóng có chứa các ký tự cơ hội đổi đời. Mỗi lượt chỉ một người được di chuyển ra hồ mà thôi. Như vậy là có những cái ký tự là những chữ cái á, đang được giấu ở đâu ở ngoài hồ. Chữ C, leo lên đây. Ba khách mời của chúng ta là đang lội nước, mà nước dưới hồ bây giờ có nhiều nước đá như vậy. Hay quá, thanh niên đi lẹ quá. Còn 4 chữ O. Ba chữ cái rồi không ạ? Cơ hội đổi đời có tất cả là 11 chữ cái. Rồi, rồi, rồi. Đi nha. Đi được, được, lẹ lên. Đi, 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 không kịp. Đi và ô hỏi ơ. Được chữ cơ rồi. Được chữ cơ rồi, vỗ tay. Như vậy là nó có được chữ cơ, đã có được chữ đời rồi. Chỉ còn chữ hội với chữ đổi nữa thôi. Ai chưa y nữa? Đáng lên đang ơi, nhanh lên đang ơi, nhanh lên, nhanh lên. Như vậy là mình đã có được chữ đổi rồi nha quý vị. Đổi đời. Ok. Vâng, Dung đã lấy được rồi. Sân khấu. Trời đất ơi, bằng cách nào không được làm rớt, cầm hết bóng này chạy về sân khấu. Mã số đang ở đây thưa quý vị. Khi nào người chơi mang được tất cả những chữ cái của thời cơ hội đổi đời về được đây, các bạn ấy mới nhận được mã số. Bà con đừng có chạy theo, người ta chạy theo lẹ. Chạy nhau, chạy nhau. Cố lên mọi người ơi, vỗ tay cổ vũ đi. Lấy tiền cổ đi. Bà người ơi, bà con ơi, cánh tường ngay cửa, ngay cửa để cho các khách mời của chúng ta chạy về. Trời ơi, tội nghiệp quá, đáng yêu quá. Mọi người đang chạy về sân khấu của chúng ta. Thôi thôi thôi. Chúng ta thấy dẫn đầu đang là Thanh An. Thanh An ơi, cố lên. Trời ơi, có vụ nước nữa. An về tới rồi, vỗ tay mọi người ơi. An về tới rồi. Lên đây An ơi, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Xếp lại thành chữ cơ hội đổi đời đi. Hội hội nè. Xếp lại, xếp lại. Chữ C đầu tiên, chữ C đầu tiên. Cơ hội đổi đời, đời. Học hết chưa? Đời đây, đời đây. Rồi, cho mã số, cho mã số. Mã số của chúng tôi là 9632. Số tiền 34 triệu 226.519 đồng.